mấy đứa em có trăm đến năm mấy đồng ý. Không có một cái gì đó tò mò, cảm thấy trong con người bạn còn có cái gì đó nó rất là nó rất là khó nói. Em như một cái làn gió mới em thổi vào cái chương trình này, nó phải có một cái gì là lạ bên trong. Em đúng là một người có nhân tố bí ẩn. Nhận được một giải thưởng chính thức trị giá 500 triệu đồng, bao gồm giải thưởng từ nhà tài trợ Close Up và Sơ Sư trị giá 300 triệu đồng. Quý khán giả có thể xem lại chương trình Nhân Tố Bí Ẩn do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng công ty Cát Tiên Sa với sự đồng hành của nhãn hàng Close Up và Sơ Sư tại website nhantobiam.vn và tham gia bình chọn cho thí sinh có phong cách được yêu thích nhất để có cơ hội nhận được giải thưởng tiền mặt 15 triệu đồng. Thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn của khán giả cũng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 5 triệu đồng do nhà tài trợ Unilever trao tặng. Mở màn cho đêm thi hôm nay là một chàng trai có gương mặt còn rất trẻ. Xin chào tất cả mọi người và xin chào ban giám khảo. Em tên gì? Dạ, em tên Phạm Đình Thái Ngân, năm nay em 20 tuổi. 20 tuổi, rồi. Hôm nay em sẽ hát bài gì? Hôm nay em xin trình bày một sáng tác của Chris Tomlin, bài hát mang tên Amazing Grace. Rồi, bắt đầu ha. Tại sao bạn khóc? Tại vì giống như em ước mơ được hát bài hát như thế này trên sân khấu như thế này. Em đang khóc sung sướng vì hạnh phúc đúng không? Rồi bây giờ bình tĩnh nè. Mình thực hiện được ước mơ là được đứng trên sân khấu lớn, hát bài hát mình thích nhất và được khán giả vỗ tay to và được bốn vị giám khảo nổi tiếng nghe mình hát, chăm chú nghe mình hát rồi. Ước mơ đã thực hiện xong, mình phải happy chứ.
Em có một giọng ca rất là hay, nhất là trong những cái đoạn mà nó còn thấp, em hát nó rất là tình cảm. Thực ra những cái câu đầu tiên mà Ngân hát á, thì cho Hà liên tưởng tới một giọng ca mà Hà rất là thích, bởi vì nó có cái độ dè tự nhiên, không cố tình. Ở Việt Nam những cái người mà có giọng hát này rất là hiếm. Tuy nhiên khi mà càng luyến láy thì mình càng để cho mọi người nhìn thấy là những cái điểm yếu của mình. Theo như bản thân chị thì cần thêm thời gian nữa cho em để em trưởng thành hơn trong giọng hát, trưởng thành hơn trong cả tính cách, cả bản lĩnh của mình nữa, để sau này làm người đàn ông đứng ở trên sân khấu hạnh phúc sẽ có những cái biểu hiện khác ngoài chuyện khóc. Với quan điểm của chị thì với một cái bạn trai rất là nhỏ nhỏ bé bé thế này mà hát được như vậy cũng là quá tốt rồi. Thật sự là tốt và hát rất là tình cảm, có hồn. Cũng may là giọt nước mắt đấy của em là giọt nước mắt hạnh phúc thì cũng đỡ hơn nhiều. Để em mà đứng đơn thì chị thấy là chắc cũng chưa có đủ. Anh lại nghĩ khác Hương nhiều, thật sự. Khai 15 tuổi anh cũng tin nữa. Mặt em rất là trẻ con, rất là em bé. Với cái tuổi như vậy mà em hát như thế, theo anh là em là một tài năng. Có điều là khi mà lên cao đó, em cần phải cuồng cuộn hơn nữa. Cái điều này thời gian sẽ cho em thấy. Với một giọng ca, một khuôn mặt dễ thương như vậy, một giọng hát như vậy là một nhân tố đặc biệt. Không cần phải ghép. Em có thể hoàn toàn đứng độc lập hát đơn. Bây giờ em hát một câu tiếng Việt cho anh nghe thử. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Đủ rồi, không cần nhiều. Mời em đi vào vòng trong. Nhưng mà đó là ý kiến của chị, còn chị không biết là ý kiến của hai người này. Ngay từ đầu là chị Hà với Cường bằng mọi cách cứu em. Đúng. Rồi. Bây giờ chỉ có chị với anh Dương Khắc Linh thôi, đúng không? Thì từ chờ chút xíu. Đây. Đó, chạy vô đi. Chạy vô đi. Không, nó không là Hương sẽ nói nhiều lắm. Em chạy vô, đây đây. Công việc hàng ngày của tôi là đi đến Ủy ban Nhân dân xã Suối Ngô, kết hợp cùng các bạn đoàn viên thanh niên gặp gỡ, vận động bà con vùng sâu, vùng xa của xã. Chúng tôi có làm công tác giúp đỡ những gia đình neo đơn khó khăn. Tôi còn đến với lớp học tình thương của xã để dạy chữ cho các em nghèo vùng dân tộc thiểu số. Mỗi lần đến với lớp học tình thương, được dạy cho các em hát, được hát cho các em nghe, trong tôi dường như sống lại cái niềm đam mê âm nhạc từ thuở bé. Con thích học lớp thầy Hải vì thầy Hải rất vui tính. Thầy Hải dạy chúng con hát, thầy Hải hát rất hay và con muốn học cùng lớp với thầy Hải. Phải chăng cái ước mơ mong muốn được trở thành ca sĩ của tôi vẫn còn đó và cũng đã vô tình đưa tôi đến với cuộc thi này. Em tên là Trần Duy Hải ạ. Mà em định hát bài gì mà mặc trang phục bí hiểm thế kia? Em định hát ca khúc Ngũ Hành Sơn mang âm hưởng của dân gian đương đại ạ. Nhân tố bí ẩn mà em, phải làm cái gì càng bí ẩn càng tốt. Nhiều khi đừng có mở ra, đóng lại. Ngũ Hành Sơn, núi cao lồng lồng, một mối càng hơn và đắm yêu hay nghề.
thích chứ. Anh Hưng là hay thích cái này lắm, hay thích kiểu choàng choàng này lắm. Đi đó. Đứng yên đó đi. Em nói về em đi. Ca hát là một niềm đam mê lớn nhất của em. Nhưng bên cạnh đó em còn có một niềm đam mê nữa, đó là sáng tác ạ. Ôi. Ôi sáng ôi. Tác hả? Em sáng tác những bài gì rồi? Dạ có một ca khúc mà một giám khảo ngồi đây đã từng hát bài hát của em ạ. Ai vậy? Dạ chị Hồ Quỳnh Hương ạ. Hả? Ra là cho em xin giải thích như này ạ. Em sáng tác một ca khúc với tên gọi là Em Mong, phong cách của pop ballad. Thì nhưng mà lúc đấy thì em đang học ở trong trường thì không có được ra ngoài. Nên là em cũng chưa có một cơ hội. Và hôm nay em đã có cơ hội được gặp mặt chị Hồ Quỳnh Hương. Và chị có thể cho em ôm một cái không ạ? Ôi trời ơi. Lên, sẵn sàng. Ok em, lên trên kia rất là dễ thương. Là hôm nay chị mới được gặp em đấy. Thế thì hỏi luôn cái lúc mà mua bán bài, mua bán kiểu nào đấy? Trả lại cái áo cho người ta đi. Tôi đang thích là một chuyện. Thế này lấy về làm live show ạ, bỏ ra. Nhanh lên, trả lại cho nhạc sĩ của tôi. Nhanh lên. Em, vậy thì là em bán bài cho chị Hương bằng cách nào? Dạ. Em dành tặng chưa chị Hương ạ? Vâng. Anh Linh thấy chưa? Người ta viết bài tặng cho nhau đấy. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Ý là Hồ Ngọc Hà trách là tại sao mà phải mua bài mắc như thế. Đấy, trả tiền xong vẫn. Bây giờ chị có đề nghị. Chắc là dở nó mới tặng em. Không có bài không. Hay bài hay. Hay à bài hay, okay. Bài hay lên hát cho mọi người nghe đi. Yes. Lên đi, đây. Đây phu quân đi đường đến cổng cổng hỏng tóc không thích phải không? Hồng rồi giờ mấy bộ đồ bỏ mặt nè. Rất là mong em với cả chị Hương hát xong ca một đoạn đấy. Anh đã đến nhẹ nhàng, rồi chợt phút qua thật đậm sâu. Sao đời vẫn cứ xoay vòng, sao tình em vẫn chờ hoài mong. Hay quá. Thôi được rồi, nhớ anh. Em gọi đây là anh đúng không? Là anh đúng luôn đó. Cách đây vài ngày chị ấy nhận chị ấy là ô rồi đó. Ngồi xuống. Hả? Có nhóm mẫu nữa Hà ơi. Rồi bây giờ nói ngắn gọn cho em, phần của em nha. Đố mà dám chê em. Thật ra là để anh Linh nói là hay nhất, anh nói đi. Tại sao vậy? Nãy giờ Linh lên nghe tấu hài không? Cái giọng của bạn thì rất khỏe, rất tốt, hát hay, thể hiện bài hát tốt. Nếu mà anh cho em vô thì em phải hứa một điều. Được bao giờ cho ca sĩ nào bài hát miễn phí nữa nha. Chị nghĩ là em lại có duyên làm nhạc sĩ hơn là ca sĩ. Cái này chị nói chân tình. Bởi vì không phải ai muốn làm nhạc sĩ cũng được. Ước mơ của em từ bé đến giờ là hát. Và em chỉ vô tình em đi, em thích và em viết. Rồi anh Linh sao quyết định sao? Linh là mấy? Chị xin lỗi là chị không đồng ý. Chị, em... Bắt đầu tính trở mặt này nha. Ok, chị đồng ý. Em cần phải cần thời gian rất là nhiều để luyện tập thêm nữa. Cái cách em suy nghĩ, em dựng bài vở như vậy đó chỉ làm cho người ta vui bất ngờ ngay phút đầu thôi. Thì cách hát đó là có ấn tượng như vậy là không. Đó. Nhưng mà anh nghĩ là sau này em sẽ biết thiết chế lại bớt cái phần mà nó diễn là cần thiết. Nhưng mà khi nó sẽ nhiều quá, nó sẽ mang lại cái hiệu ứng mà không tốt cho em. Và anh không muốn nhìn thấy em buồn. Anh đồng ý. Ok, rồi. Xin cảm ơn tất cả các khán giả ạ. Khắc của bốn vị giám khảo hôm nay đã khiến cho những thí sinh này rất vất vả mới giành được tấm vé để đi tiếp vào vòng trong. Happy Boy xin gửi lời chào trân trọng tới bốn vị giám khảo. Bọn em mang tới một bài hát cũng do em tự sáng tác, Câu Chuyện Của Tôi. Chiều nay tôi lang thang cô đơn xa xôi. Chiều nay tôi thật là ngơ.
qua và em là thước tha dò quay cùng hòa theo mây nắng chưa chan nhẹ nhàng. Giọng ca tụi em không có chưa được tốt lắm. Bù lại thì cái độ giải trí rất là cao. Mà đây là một chương trình nhân tố bí ẩn mà anh nghĩ cái phần giải trí nó cũng rất là quan trọng. Phúc bồ vào nhóm lúc nào cũng chất như những gì mà Hà đã từng được biết. FB Boy có 4 người, bởi mỗi người là một thế mạnh riêng. Đó là lý do mà tại sao hôm nay nhìn các bạn cực kỳ chất nhưng lại thiếu là vì thế. Các bạn có muốn thêm không? Ví dụ không có Hoàng Tôn thì chị sẽ chọn đại loại như Hoàng Hà vào nhóm. Hoàng Hà. Thật ra thì anh biết nhóm này rất là kỹ, rất là rõ và anh đánh giá cao nhóm này lắm. Đọc rap được nè, sáng tác được nhá, rồi hòa âm được, làm phòng thu rất giỏi. Em là một trong những người có thể được xem là những tố bí ẩn. Bạn có sự bảo vệ của anh Hưng và chị Hà vì mọi người đã làm việc chung với các bạn. Em hy vọng là trong những chương trình tới sẽ thể hiện được hết khả năng cho chị Hương thấy ạ. Okay. Cảm ơn. Vậy thì sẽ để cho các bạn vào trong. Em tên là Trần Thu Hương, em đến từ thành phố Bắc Giang ạ. Và ngay sau đây cho phép em xin gửi tặng một ca khúc được mang tên Phố Không Mùa. Mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, chỉ một vùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vội. Người mỉm cười nơi ngõ vắng, bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường, còn nguyên nơi xa xa. Bạn biết được là chỗ nào cần làm căng cái ca khúc và chỗ nào không, thì theo Hà nghĩ cách hát của bạn không ai có thể chê được hết. Và đôi khi phải sợ hãi cái giọng hát của bạn nữa. Nhưng mà nếu bạn đi vào vòng trong thì bạn phải là một người tinh tế hơn nữa. Bạn phải tiết chế được cái mình học và cái mình trải nghiệm ở ngoài cuộc sống. Giọng ca của em nó rất là khỏe, bạn không có thể mà chê chỗ nào. Chỉ có là một cái thôi là theo anh á, em không có một cái chất riêng. Anh mong là trong cái cuộc thi này á, em có thể có thời gian để mà tìm được một chất giọng đó. Toàn bộ bài hát của em anh đều thích, nhưng mà chỉ có một điều anh không thích thôi. Là tất cả những cái chữ mà lên cao của em á, anh muốn không bị ép lại, vòm ra dày ra thêm. Thế thôi, anh thích tiết mục của em. Sao mà anh Hưng anh nói là nó bị ém lại? Vì em không thể phóng được hết âm thanh, em không thể tới nốt. Cho nên nó hơi bị ép cái âm thanh lại vì là em bị gắng. Nếu như chị nghĩ em hạ xuống khoảng nửa tông thì sẽ hợp với em hơn. Nó sẽ phù hợp với cái giọng hát của em hơn. Vâng, em cảm ơn chị. Chị nghĩ là em có thể tiết chế được hơn. Và cuối cùng là anh Hưng. Đồng ý. Chị cũng đồng ý. Hà đồng ý. Xin đồng ý. Xin chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn ạ. Em xin cảm ơn nhiều. Dương Khang Linh, tập trung kìa. Em tên là Trần Hoàng Yến. Hôm nay em sẽ hát bài Born This Way. Ok. Em rất là thông minh là em chọn một bài hát rất là hay, rất là nổi tiếng. Phát âm tiếng Anh của em không tốt, cho nên là nếu mà nghe em hát thì bị phân tâm. Mặc dù em diễn cũng sung, có phong cách, cũng có cá tính, mà anh thấy nó chưa có được đủ. Anh lại thấy khác hẳn. Em làm chủ bài hát một cách rất là tốt, yếu tố giải trí tốt, rồi em biết kích động đám đông và rất là thích tiết mục vừa rồi. Dĩ nhiên sẽ có người này gặp hạn chế này, điều cái kia. Anh hát tiếng Anh dở ẹt, hát tiếng Việt không thôi. Khán giả đông như là kiến lửa. Trong lúc em di chuyển thì chị cũng để ý xem là cái làn hơi của em có được giữ vững hay không. Thì chị thấy vẫn ổn. Tất nhiên là mình sẽ vẫn còn phải tập luyện nhiều. Nhưng mà giữa cái chuyện mà đứng một chỗ hát là đã khó. Nhưng mà vừa di chuyển vừa hát như vậy còn khó hơn nữa. Thì chị hy vọng là nếu mà em có cơ hội để vào vòng trong á, thì phải cho bọn chị thấy được là ngoài chuyện em đa dạng nhưng mà vẫn phải giữ vững được phong độ. Ừ, anh đồng ý. Chị có cảm tình với phần trình diễn của em. Ok, chị đồng ý. Anh không đồng ý, tại vì là không phải là về cái phát âm không, mà cũng là về cái giọng ca của em nó chưa có đủ lửa để mà hát như các bạn. Không sao, chị đồng ý.
Tôi cảm thấy mình là thí sinh may mắn nhất ở đây vì được đi tiếp vào vòng trong, và mặc dù là may mắn nhưng mà tôi hứa sẽ cố gắng luyện tập hết sức mình. Tiếp theo, một chàng trai đầy bí ẩn, một cô giáo duyên dáng với dòng nhạc trữ tình quê hương. Ai sẽ chinh phục được 4 vị giám khảo? Xin sống lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những ngày đầu chưa. Ba nhà miếng dừa đường mòn xưa, nhán nắng dầm mưa. Em làm cho anh nổi da gà như run hết cả mình luôn á. Không biết là tại vì là anh thấy hay hoặc là anh thấy ớn lạnh. Tôi nghĩ Hương chờ đợi cái bài hát này đến ngày hôm nay để Hương nói câu đồng ý. Em xử lý anh nói thiệt luôn, nó giống y chang như lúc anh hát cải lương vậy đó. Ê. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Lần Cầu Bí Ẩn. Tôi là Hà Vân. Ngay từ bé thì mình đã rất là thích trở thành ca sĩ. Nhưng mà vì là bố mẹ không có thích về âm nhạc, cho nên là hướng cho tôi để đi vào ngành sư phạm. Nghe lời bố mẹ, tôi đi học sư phạm. Và sau đó thì ra trường công tác được cả 5 năm. Nhưng mà cái niềm đam mê ca hát lúc nào nó cũng âm ỉ trong lòng. Và sau đó thì tôi đã quyết định là mình sẽ tạm ngưng công việc và vào Sài Gòn để mình thực hiện cái niềm đam mê của mình. Lúc mà mới vào thành phố Hồ Chí Minh thì mọi thứ đối với tôi rất là lạ lẫm, rất là bỡ ngỡ. Nhất là những lúc mà ăn cơm một mình ấy, những lúc đó thì buồn lắm, cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng mà nghĩ đến mẹ, nghĩ đến gia đình thì đã làm cho tôi có thêm được động lực để mình theo đuổi cái niềm đam mê lớn nhất của mình. Vâng, em xin gửi lời chào đến 4 vị giám khảo. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Hà Vân, năm nay em 29 tuổi. Quê của em thì ở Thanh Hóa. Em vào Sài Gòn được gần 2 năm. Hiện tại thì em tham gia ca hát tại một số phòng trà trong thành phố. Hôm nay thì bạn hát bài gì ạ? Hôm nay em xin gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Xin mời bạn. Rau đắng nấu cần
xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chung quê hương xa rời từng cất bước ly hương, xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những ngày đầu chưa, ba nhà miếng dừa đường mòn xưa, nhang nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh, cùng trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu cành. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh, cùng trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng. Xin cảm ơn quý vị ạ. Đã bao giờ bạn hát ở phòng trà mà khán giả, khi mà hết bài khán giả hưởng ứng như vậy chưa? Chắc là cái không gian phòng trà có nhỏ. Em có lẽ đây là em được cảm giác là quý vị ủng hộ cho em được nhiều ạ. Không có lý do gì mà không ủng hộ cả. Bởi vì thứ nhất là một ngoại hình rất là nữ tính. Mà nói thật là lúc bước ra là nhìn còn giống cô giáo cơ. Dạ đúng, em đã từng là cô giáo ạ. Cách đây gần 2 năm nay thì em tạm ngưng công việc và để em theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Nhưng vẫn là cô giáo đúng không? Bởi vì chắc chắn là đi ra là có phong cách rất là điềm tĩnh này, thanh lịch của một giáo viên. Nhưng mà hát thì lại nghệ sĩ, nghe rất là ngọt, rất là thấm. Hào thích cái phiên bản Con thơ rau đắng mọc sau hè này. Cảm ơn cô giáo rất nhiều. Dạ em cảm ơn chị ạ. Linh có từng nói là nếu mà mình hát dòng nhạc nào thì mình phải là cái người thể hiện cái dòng nhạc tốt nhất trong cái cuộc thi nào đó. Thì nãy bạn thực hiện được cái thể loại nhạc này rất là tốt, nghe rất là sướng lỗ tai. Chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Thật ra thì với bài hát này em là người Bắc, rồi khi mà chuyển qua hát giọng Nam là một cái điều rất là khó lắm. Nhưng mà em làm hoàn toàn tốt tất cả mọi từ ngữ, phát âm chính xác của từ miền Nam, miền Tây. Đó. Thì dĩ nhiên là anh ủng hộ em. Giữa muôn những cái sự lựa chọn modern thời thượng, có một làn gió nhẹ về dòng nhạc quê hương dân ca như vậy sẽ làm người ta nhớ mãi. Có một thí sinh hát cái bài hát này ở trước. Thì lúc đó thì thật sự là Hương đã có một cái ý trái ngược với ba vị giám khảo, tức là Hương đã không đồng ý cho thí sinh đó đi vào. Vì có lẽ là thật sự chưa thể thuyết phục Hương. Và Hương nghĩ Hương chờ đợi cái bài hát này đến ngày hôm nay để Hương nói câu đồng ý. Chúc mừng em đã có 4 sự đồng ý của 4 vị giám khảo. Xin chúc mừng bạn. Khi mà đứng trước sân khấu, trước quý vị giám khảo, quý vị khán giả, khi mình hát, mọi người lắng nghe và ủng hộ, thực sự là trong lòng của mình, mặc dù rất là run, nhưng mà thực sự là vô cùng là vui, vô cùng là hạnh phúc, không thể tả được.
xin kính chào ban giám khảo và tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Mới giờ hai xin kính chào. Hi, how are you? Ha, chào em. Em người Việt Nam hả? Dạ, em là người Việt nhưng mà có lai Cameroon ạ. Cameroon? Wow. Nhìn em rất là ấn tượng. Anh thích những người nghệ sĩ da màu và cái cách thể hiện cá tính của họ cũng như là cái con người nghệ sĩ trong họ nè. Anh thích lắm. Anh hình dung là một diva. Cái nụ cười của em giống Arita. Có điều là em hơi không có mập như bà đó thôi. Không, còn chị thấy em lại hơi giống Whitney Houston. Không biết là có họ hàng gì không? Dạ, thực sự thì Whitney Houston là thần tượng của em ạ. Vậy hôm nay em sẽ hát bài của thần tượng của mình. Thực sự thì hôm nay cũng chưa phải là cơ hội để em thể hiện một bài hát của Whitney Houston. Vậy em thể hiện bài hát nào? Em xin thể hiện bài hát Unbreak My Heart của Toni Braxton. Bài này là bạn của thần tượng của em đấy. Dạ, cái này cái là Whitney Houston, cái này Toni Braxton cũng tên là Toni Braxton là bạn của thần tượng em đúng á. Chị ấy hát cũng hay lắm, anh biết chị đấy mà. Xin mời em. La 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 la. My love. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Yeah. Come back and bring back my smile. Come and take the tears away. I need your arms to hold me now. Night is so unkind. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Bring back the nights when I had you beside me. One break my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. I'm crying this year. I cried so many, many nights. One break my unbreak. My heart, oh baby, come back and say that you love me. Unbreak my heart, sweet darling. Without you, I just can't go. I love all of you. Em ơi, em rất rất là duyên dáng. Tuy nhiên, em đang ở dừng lại mức độ đam mê và muốn thể hiện thôi. Chứ còn mà cái bài hát này là một trong những bài hát mà cả thế giới phải nghiêng mình. Tại vì nó cần một cái độ trường hơi rất là dài. Em xử lý... anh nói thiệt luôn, nó giống y chang như lúc anh hát cải lương vậy đó. Rất là tiếc, mặc dù em rất là duyên dáng và dễ thương. Cái lúc em hát cái miệng em chu lên cũng dễ thương nữa. Thực sự mà nói, cái cách bạn hát, cách bạn đưa tay hay là khẩu hình của bạn rất là giống Toni Braxton. Yeah. Giống lắm. Nhất là làn môi kia. Rất là tiếc, bởi vì nếu cái chất này của bạn mà bạn làm tới đó, thì bạn cũng là một trong những nhân tố lạ của chương trình. Tuy nhiên là những cái đoạn mà cần tới nhất thì lại mình không làm được. Bạn là một nhân tố lên đây hát và cảm thấy rất là vui thôi. Chứ nếu mà để set mà đi vào vòng trong thì là làm khó cho bạn và làm khó cho chính cả chúng tôi nữa. Em làm cho anh nổi da gà run hết cả mình luôn á. Không biết là tại vì là anh thấy hay hoặc là anh thấy ớn lạnh. Chị thì chị thấy là một cái hình ảnh của em và cái phong cách diễn của em thì đúng là một sự bí ẩn đối với chị.
Nhưng mà thật sự giọng hát của em thì lại không phải là một nhân tố bí ẩn. Em ơi, có những cuộc thi á, nó có những điều kiện khắt khe, nhưng mà có bên kia, bên ngoài, những sân khấu, sự lựa chọn khán giả, nó không có một cái ranh giới nào cả. Cho nên là em đừng có ngại ngùng gì hết, tương lai vẫn còn. Nha, không buồn nha, cười. Sao đi. Sao em buồn thế? Lúc nãy em ra em cười tươi hả? Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Thực sự thì em cũng có một chút gì đó hơi thất vọng ở bản thân mình. Và em rất mong rằng là anh chị có thể cho em một cơ hội nữa để em... để em để thể hiện bản thân mình. Em có biết bài hát nào khác nữa không? Em có thuộc bài hát nào nữa không? Em đứng vững vào, chị thấy em như em có vẻ như đang có... Em bình tĩnh, em đứng vững. Ok, có cần phải ai giúp không? Ok, anh có ai giúp em? Anh Linh. Chào cô. À, chào cô. Cô là mẹ của em ạ. Nhưng mà em ơi, anh Linh đứng đấy luôn đi anh. Em phải tập trung, em hát bài thứ hai này cho hay lên. Chị em mất tinh thần làm hát không hay sao, đúng không? Em bây giờ đã đủ tự tin chưa? Có cần phải chị Hà Hồ và lên để ủng hộ em nữa không? Hay để chị Hà Hồ với chị Hương Hồ lên luôn. Bây giờ kiểm tra coi có rung nữa không? Còn rung không? Không rung thì hát hay thiệt hay nha. Hát hay thiệt hay cho tôi. Ngày dài mưa phùn, nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay. Ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi, xa xa một nhánh cây tàn khô. Ngày tình đã hết, thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá bút những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cạn. Xin cho đôi vai ai qua đây, cho tim em thôi lạnh giá. Xuống dưới hả? Ok, xuống đây chơi, xuống đây chơi. Này, quý vị khán giả ơi, mọi người thấy em bé này sao ạ? Anh sẽ đồng ý cho em đi vào trong. Cảm ơn anh. Em sao hả? Tất cả mọi thứ diễn ra trên sân khấu á, thì mình đùa như vậy là đủ rồi. Nhưng mà cuối cùng nhất, quan trọng nhất thì em vẫn muốn nghe những cái lời chân thành nhất, đúng không? Thực sự mà nói thì chị vẫn nói như lúc nãy chị nói, đó là em vẫn dẫn chất. Nhưng mà kể cả đến hát cái bài hát thứ hai thì lực mình vẫn chưa đủ. Mà chị đã bảo là lực này em học được. Thật ra đó là chưa có một thí sinh nào hát mà đến cả 4 giám khảo lên. Đấy là một cái sự ưu ái vô cùng của bọn chị dành cho em. Em có biết điều đó không? Nhưng chị cũng nói thật, em chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi thì em sẽ thành một cái hiện tượng. Anh nghĩ là bây giờ em có một năm để mà em chuẩn bị cho sân năm. Là anh chắc chắn là sân năm em thi là sẽ tốt hơn và em sẽ đi xa. Theo anh thì chưa có đủ để mà vô vòng sau. Hà cũng không, rất là xin lỗi bạn. Rất là cảm ơn em đến với chương trình, thế không cầm tay luôn à? Cầm tay nhau tí. Sang năm nhá, cố gắng học, nỗ lực rồi sang năm gặp lại. Cảm ơn em rất là nhiều. It's a damn cold night, trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new. Tiếp theo là sự xuất hiện của hai nhân tố đặc biệt. Bà mẹ một con với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, liệu cô có chinh phục được bốn vị giám khảo khó tính không? Cô gái Hà Nội với chất giọng ngọt ngào ấm áp đã thể hiện tình cảm ca khúc tiếng Anh. Sau khi sinh em bé thì bây giờ lại nhớ ngày lại đúng không? Cái niềm đam mê âm nhạc của em nó vẫn có từ trong người em từ ngày xưa rồi. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.
chắc chắn là anh sẽ đồng ý hai tay hai chân. Con là nhân tố bí ẩn. Con là nhân tố bí ẩn. Em Dâm đúng là có một chất riêng. Trong giọng hát của bạn nó có đủ sự tình, nó có đủ sự nhiệt huyết và nó có sự đủ sự đam mê. Tôi tin là bạn sẽ còn đi nữa. Trời ơi, giọng hay mà không đồng ý, người ta nói mình ngu chắc. Đồng ý. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với nhân tố bí ẩn. Niềm đam mê âm nhạc của bà mẹ trẻ này rất mãnh liệt. Với nguồn động lực tinh thần là cô con gái 3 tuổi xinh xắn, liệu cô có cháy hết mình trên sân khấu hôm nay? Mic này xịn hơn mic to gấp 10 lần. Má thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Hát bài chậm thôi. Hát chậm thôi. Chậm như thế con gì nè. Thương con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta thương yêu nhau, ta là nhau, nhau là cười. Lời đầu tiên cho phép em xin chào bốn vị ban giám khảo và kính chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào bạn. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Nguyễn Thu Phượng. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bạn đã đi hát ở đâu chưa? Bạn đã tham gia ca hát chưa? Em đã từng tham gia ca hát rồi nhưng mà em đã nghỉ được khoảng 4 năm nay rồi. Cái thời gian mà em nghỉ không hoạt động một chút gì về âm nhạc đó là thời gian em có gia đình và sinh em bé. Xong rồi sau khi sinh em bé thì bây giờ lại nhớ nghề lại đúng không? Cái niềm đam mê âm nhạc của em nó vẫn có từ trong người em từ ngày xưa rồi. Và bây giờ khi con em đã bắt đầu trưởng thành hơn thì em muốn làm lại cái điều đam mê đó của mình. Yeah. Và xin mời bạn hát nhé. Em xin gửi đến một ca khúc với tựa đề Nothing Compared to You. It's been 715 days. I go out every night and sleep all day, seeing you turn your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see what marriage is. I can ease my dean in the fancy restaurant. You bet nothing, I say nothing can take away this blue, because nothing compare, nothing compare to you. Mama, in your backyard, all died when you went away. I know that living with a baby hurts sometimes, but I'm willing to give it now the try. Nothing compared to you. You.
tuyệt vời là Phượng đã làm từ xử lý giọng giả thanh cho tới giọng gằn giọng nè, rồi hát giọng bằng ngực. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Phượng đã làm tốt cái phần thi của mình rất tốt ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái giọng ca của bạn cũng rất là tốt, rất là mạnh. Phượng hát là quá hay. Thử hát một bài Việt Nam đi. Vẫn biết yêu anh là lỗi lầm, vẫn biết yêu anh là thất vọng, vẫn biết yêu anh là tìm không ra cho ta lối thoát. Đã chốt đều mang một số phận, em đã chốt yêu đương thật khác thường, đã chốt yêu anh bằng tình đơn phương không ai ước muốn. Phượng chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng thôi là đã đủ để có cái sức thuyết phục từ phía ban giám khảo và khán giả rồi. Em cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi thấy bạn nói nhiều về cái khoảng thời gian bạn nghỉ vì con, không biết con bạn ngày hôm nay có tới ủng hộ bạn không? Và hôm nay người hộ tống em đi thi chính là con gái 3 tuổi của em. Thế bây giờ 3 tuổi mà đứng trong đấy một mình à? Chào khán giả. Thế con có biết hát không? Có. Ôi trời ơi, tự tin quá thế. Có thi nhân tố bí ẩn không? Có thi với mẹ không? Con hát một bài có khi mẹ con được đậu đó. Có là nhân tố bí ẩn. Con là nhân tố bí ẩn. Tổ thân tôi chưa? Có hát một câu không? Thấy chưa? Thấy chưa? 2, 3. Con có bé bé. Rồi okay. Hát đi. Rồi. Con cò bé bé nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi, đi về em chào, mình em chung chiếc mẹ có yêu không nào. Ôi trời ơi. Đáng yêu quá. Ok, phải nói là úi trời, điệu quá. Đáng yêu vô cùng. Phải nói là bạn có một cô con gái rất là đáng yêu, rất là tuyệt vời. Niềm hạnh phúc và là chính là chỗ dựa lớn nhất của mình đúng không? Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Anh hiểu điều đó. Không làm mất thời gian nhiều của em, chắc chắn là anh sẽ đồng ý hai tay hai chân. Cũng chào luôn hả con? Cô cũng đồng ý cho mẹ con được vào vòng trong. Chào luôn. Ôi giời ơi. Còn Thư Linh. Ôi chưa con ơi. Chưa vào đâu. Ấy ôi. Ok, đương nhiên là Hồ Quỳnh Hương đồng ý rồi. À, anh Linh. À, anh đồng ý. Ok. Em cảm ơn ạ. Có muốn đồng ý cho hai mẹ con nhá. Wow, chạy tiểu nữa. Đấy. Mình tên là Minh Ngọc, năm nay mình 21 tuổi, hiện nay mình đang học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia chuyên ngành thanh nhạc. Vì vậy, khi chương trình Nhân tố bí ẩn về Việt Nam, thì niềm đam mê âm nhạc đó lại thôi thúc Ngọc đến với chương trình để khẳng định bản thân. Ừ. 21
tuổi nhưng mà Ngọc vẫn sống trong sự bao bọc và che chở của bố mẹ. Cho nên lần này ngoài việc tham gia Nhân Tố Bí Ẩn để thể hiện cá tính âm nhạc của mình, thì việc lớn hơn đó là Ngọc muốn chứng minh cho bố mẹ thấy Ngọc của bố mẹ có thể tự bước đi trên con đường mà Ngọc đã chọn. Con đường để đi đến thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng. Con thật sự lo lắng. Dù có thế nào thì con vẫn sẽ cố gắng vượt qua. Bố mẹ hãy tin ở con. Xin chào em. Em xin chào các quý vị ban giám khảo và các quý vị khán giả đang ngồi trong khán phòng ạ. Em giới thiệu về mình đi ha. Em tên là Nguyễn Minh Ngọc, em năm nay 21 tuổi và em là thí sinh đến từ Hà Nội ạ. Sau đây em xin gửi tới các quý vị một ca khúc tiếng Anh được mang tên I Can't Let Go. True, 'cause this aching in my heart won't go away. They say everything must change. They say that time will see it through. Well, I listened and I waited for that day. But I wake up with this anger and the pain won't let me be. And the smile I share is only there for show. If I hang on to this heartache, then my soul will not be free. So I keep trying, but I just cannot let go. Nghe bạn hát thì ngọt lịm, giọng có quá nhiều lợi thế, dày ấm ở phía dưới và cao sáng ở phía trên. Và khi mà bạn, trong lúc bạn hát ấy, bạn không có dựa vào cái giọng hát của mình, bạn không có lạm dụng nó để phô diễn ra cho mọi người biết rằng à, tôi đây có một cái giọng hát hay. Và chính cái điều đó làm cho mọi người thấy rất là dễ chịu. Em cảm ơn chị. Thật ra thì em hát rất là bình tĩnh. Dạ. Với một phong cách của người nắm rõ bài hát này trong lòng bàn tay rất là an toàn, không một chút sợ hãi, không một chút gì phải lo âu cả.
Dạ. Tôi nhìn thấy được từng bước đi của em, từng cách hát. Không có gì vội vã mà phải hối hả để chuẩn bị tống lực ra cả. Không có. Em làm chủ hoàn toàn bài hát này từ đầu đến cuối. Và tôi quan sát cả những các vị giám khảo khác. Quỳnh Hương phấn khích, thích thú. Hồ Ngọc Hà cũng rất là hài lòng. Cái giọng hát của em nó rất là dày. Cái quãng giọng của em rất là tốt. Nhưng mà khi lên cao thì em lại lên được những cái nốt cao nó rất là tuyệt vời. Mà không bị cảm giác như là tôi đang phải cố gắng. Không phải là tôi đang phải tống hết. Cái đấy chính là cái sự tinh tế trong cái giọng hát. Trong giọng hát của bạn nó có đủ sự tình, nó có đủ sự nhiệt huyết và nó có đủ sự đam mê. Tôi tin là bạn sẽ còn đi nữa nếu như bạn cố gắng hơn và thể hiện hơn nữa những cái gì bạn đang có. Tôi tin là như vậy. Chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn ạ. Em có một, đúng là có một chất riêng. Cho nên là anh không có chơi được. Bây giờ thì anh Hưng ý kiến. Trời ơi, giọng hát hay mà không đồng ý thì tao nói mình ngu chắc. Đồng ý. Thôi chị cũng theo anh luôn, chị đồng ý cho em vào. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đồng ý, đồng ý. You are listening. I am alone at a corner. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Nhân Tố Bí Ẩn. Con tên là Nguyễn Thanh Hảo My, con 16 tuổi và đến từ Hà Nội. Con đi học chứ hả? Dạ, vâng ạ. Có ai đi cùng em ngày hôm nay không? À, con đi cùng với mẹ ạ. Dạ. Yeah. Mẹ em đâu? Mẹ con đang đứng ở bên trong phòng chờ. Nãy giờ hỏi 3-4 lần anh với em mà cứ con hoài, trời đất ơi. Ok, hôm nay con hát bài gì? À, con hát The Clown của Mali ạ. Con may mắn. There's a voice inside my head saying, you never reach it. And I gotta keep trying, gotta keep my head high. Ooh-oh. It's only gonna be another mountain. I'm only gonna walk, make it move. Only gonna be gonna have to lose. Keep the faith, keep your faith, yeah. It's the time. Con thích Miley Cyrus hả? Vâng. Con đừng có mặc đồ giống như Miley Cyrus nha. Cô cũng thích Miley Cyrus. Mà cứ cô Miley Cyrus cứ càng điên cô càng thích. Cô nghĩ cô thực sự là thích cái giọng hát của con. Hát không bị ảnh hưởng bởi thần tượng, vẫn là chính mình mà vẫn rất là hay. Vừa mạnh nhưng mà tình cảm, hồn nhiên nhưng mà sâu. Con hội tụ được nhiều yếu tố để có thể trở thành một trong những cái nhân tố mà mọi người chờ đợi trong chương trình này. Và cô cũng là người chờ đợi như thế. Cảm ơn cô ạ. Những giới trẻ bây giờ có những người giống như con mà hát nhạc Anh rất là tốt. Tụi con là sẽ là tương lai của làng âm nhạc của Việt Nam. Con sở hữu một giọng hát rất là tuyệt vời. Với một tuổi đời nhỏ như vậy mà con có được cái hơi, làng hơi như thế nhé. Rồi cách xử lý bài hát nhuần nhuyễn như vậy. Thì quả thật đúng là con là một trong những tố bí ẩn mùa năm nay. Chị cũng rất vui. Cô cũng rất vui. Ở trong cuộc thi này có nhiều những nhân tố như con. Có lẽ đó chính là cái điều chờ đợi
của chương trình này. Thôi 1, 2, 3 đi. Cho nó nhanh nhờ. 1, 2, 3. Đồng ý. Tôi tên là Phạm Thị Đen Trang, năm nay tôi 16 tuổi, tôi đến từ Đồng Nai và tôi tham gia cuộc thi này với hy vọng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của cả 4 vị giám khảo. Và hôm nay tôi đi cùng với mẹ tôi. Tôi rất mong con gái của tôi lên sân khấu phải cháy hết mình và tự tin lên. Con xin chào tất cả mọi người, con xin chào các cô chú cô giám khảo. Dạ, con tên là Phạm Thị Đen Trang, con đến từ Đồng Nai, năm nay con 16 tuổi ạ. Wow. Sau đây con xin hát ca khúc về Listen ạ. Listen, tập trung nhá, không có ngại gì hết và không có hồi hộp. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Oh, the time has come for my dream to be heard. They will not be but just sad and turn into your arm. Oh, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home. You should come down. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than the word you made of me. I found the voice you gave to me. But now I'm gonna find my own. I don't know I'm alone, but I'll be moving on. I follow the voice you gave to me, but now I'm gonna find my own, my own. Tình muốn em nhớ. Cô Hồ Ngọc Hà ơi, con thích cô lắm. Ây da. Bài hát này cho cả là những thầy và đặc biệt là cho cô cả chú nữa. Không thích chú chấm kiểu khác, thích chú. Đang định khen đấy mà chuẩn bị chê. Chú không thể nào chấm kiểu khác được bởi vì chú xen vào cái nhạc intro của con mà con vẫn vào chính xác không phô cái câu đó là con đã được đi vô rồi. Quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi chú có một cái cảm giác của một người nhỏ tuổi làm cho mình cảm thấy power. Cảm thấy nhiều năng lượng và nhiều cái tiềm năng như vậy. Lâu lắm rồi mới thấy được một cái nhân vật như vậy. Con hát rất là tự tin. Cũng có một chút xíu phân tâm nhỏ chứ phải không? Nói một trọn vẹn 100% bài hát thì chưa đủ, chưa có. Nhưng mà trong cái tiềm năng và nội lực giọng hát của con thì vô cùng tuyệt vời. Con cảm ơn chú. Mặc dù con đã nhuộm tóc vàng đi, chú vẫn nhìn ra con là một người quen. Lại người quen nữa anh nhiều người quen. Con chính là con gái của sư tử Kim Loan đúng không? Hai năm vừa rồi con có đi theo mẹ và hai dì thì con cũng rất là nhiều lần được ao ước và được đứng trên sân khấu hát như thế này. Đây là lần đầu tiên nên con rất là phân vân và con cảm thấy rất hạnh phúc ạ. Xin cổ vũ cho tất cả mọi người.
Giọng con là hay nhất nhà đấy. Con không dám. Có bao giờ là họp với nhau lại, ngồi lại với nhau là quyết định lập thành nhóm 4 sư tử chưa nhỉ? À, Việt Nam chúng ta có nhóm 3 con mèo, mình nuốt 3 con mèo đó đi. Thực ra là nếu mà để mà chờ đợi 16 tuổi làm được điều này là có lẽ là quá sức tưởng tượng. Bởi 16 tuổi vẫn còn chưa đủ một cái hành trang trong cái cuộc sống cái gì hết. Nó mới chỉ là một sự bắt đầu. Chị nghĩ rằng nếu như mà cả gia đình em là một cái gia đình ca hát như vậy, cho nên cũng không có lạ lùng gì khi mà em có một cái gen như là hát, cái giọng hát tốt rất là đầy. Tức là khi hát là có thể nuốt chửng hết mọi người ở dưới đây, khán giả cũng như là giám khảo ở dưới này. Chỉ có điều chị sẽ khuyên em một chút xíu thôi, một tí xíu thôi, là có thể là vì em thăng hoa quá, đây lần đầu tiên và em đầy sự xúc động và em đầy sự cảm xúc ở trên sân khấu, cho nên là gần như em hát mà đến hết cả cái sức của mình ra, nó không cần thiết đến như vậy. Khi mà mình sử dụng cái hơi thở mà không cần thiết như vậy, nó sẽ khiến cho mình bị có những cái nốt hơi bị chênh. Nhưng mà chị nghĩ không sao, em có cảm tình của chị ngày hôm nay. Năm vừa rồi chú có thu với con đúng không? Dạ vâng ạ, con rap lúc, cho mình. Lúc đó con phải hát mà con đọc rap đúng không? Dạ vâng ạ. Con nhớ cái rap đó không? Tại vì là dạ, bé này rap gì? Rất là đọc rap. Rap hả? Đọc rap rất là hay luôn. Làm luôn. Ê yo, không quan tâm bao nhiêu lại bên tai, không quan tâm ai đang mềm mại hay là chém gió. Đôi khi buồn ngang ngác mà thôi thì vẫn hát. I just live my life and go my own way. Chẳng quan tâm bỏ người ta bao nhiêu này phán xét. Tôi là tôi dù xung quanh bao nhiêu này xét nét. Cứ vươn lên như cỏ kế tìm ánh nắng. I don't mind cause you're waiting your time. Thế là quá đủ rồi. Ok. Anh đồng ý. Chị đồng ý. Chị. Thôi thôi không cần phải thế đâu em, không cần phải không thế cần làm thế. Chị đồng ý. Chưa đồng ý. Cảm ơn tất cả và tất cả mọi người đã cùng với chương trình. Giỏi quá, anh giỏi. Hồng hè, tôi cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên một sân khấu lớn như thế này và được hát trước 4 khán giả rất là quyền lực. Tiếp theo, hãy cùng chờ đón những cá tính âm nhạc sẽ bùng nổ trên sân khấu dân tổ bí ẩn. Oh my god, Hà rất là thích cái tiết mục này. Và điều gì đã khiến các vị giám khảo quyết định phải phản ứng như vậy? Ở đây không có một anh thích mà nhiều người thích em nữa. Chương trình này có nhiều những người rất là bí ẩn. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Dân tổ bí ẩn. Hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc vẫn đang tiếp tục. Hãy cùng chờ xem thí sinh này có chinh phục được 4 vị giám khảo không nha. Xin chào. Hello. Hello. Em xin chào quý vị khán giả, ban giám khảo và ban tổ chức X Factor. Oh. Em tên gì? Em tên là Sevinch Arujova Fakhradinova. Wow. Vậy là có thể gọi bạn là Sevinch. Sevinch. Yeah. Em là người ba em là người Azerbaijan. Đó là cái nước mà nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. À. Còn mẹ là mẹ là người Việt Nam ạ. Tưởng đâu là mẹ cũng người Nga. Không biết sao mà thi đây. Em ơi, cái tên của em dài quá thì chị không biết là cái ý nghĩa của cái tên đấy mà ra tiếng Việt thì nó là như thế nào nhỉ em nhỉ? Sevinch nghĩa là tiếng Thổ có nghĩa là hạnh phúc ạ. Hay thì chị gọi tiện là ca sĩ hạnh phúc nhá, để dễ nói nhá. Được không? Khán giả nghĩ sao ạ? Mọi người thì thích, mọi người thích thì em chiều ạ. Ok, em hạnh phúc. Nhiều đó là em đã có điểm rồi đó. Hôm nay em sẽ thi bài gì?
Em xin trình diễn ca khúc At Last của danh ca Etta James. Wow. Tiếng Anh thì rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà bây giờ em vào một cái cuộc thi nhân tố bí ẩn, nhưng mà tại là format này lại tại Việt Nam thì em có thể hát bài hát tiếng Việt được không? Bởi vì rõ ràng là nhắm mắt lại thì nghe như một ca sĩ nước ngoài hát, mở mắt ra thì nhìn thực sự là cũng như một người ngoại quốc luôn. Nhưng mà lại rất là e lệ, giống gái Việt Nam. Đấy, tay là cứ thế này. Trong người có dòng máu Việt mà chị. Ôi trời ơi, ngọt quá. Đấy, thấy chưa? Có dòng máu Việt thì có thế yêu nhạc có hát Việt được không? Việt không? Yêu nhạc Việt không? Dạ, có. Có à? Thế thì hát bài gì? Em có chuẩn bị thì... không? Chuẩn bị sẵn không? Đây, phòng hờ gì không? Em có nhạc hay là có chuẩn bị một cái gì đó vì... Dạ, hình như là có. Thế thì nhờ ban tổ chức hỗ trợ cho bạn này. Mở nhạc để bạn này... Em sẽ hát bài gì? Em sẽ hát bài Em Tôi của nhạc sĩ Thuận Yến. Thuận Yến. À. Ở cái này là rất Việt Nam đó đấy. À. Mây buồn dấu nắng ở đâu. Đêm mưa em lâu chưa về, mây buồn dấu nắng ở đâu, đêm mưa nặng hạt em lâu chưa về, ước gì gió mùa hè xua mây mưa để nắng về em tôi, ước là gió thổi mây trôi
trời em tôi. Em chưa hát hết ạ. Anh thì mở nhạc cho em hát hết. Còn nữa hả? Ok, ok, ok. Úi dồi, giận rồi, giận rồi. Hạnh phúc, em bước lên đây. Hôm nay em rất hạnh phúc. Em mãn nguyện chưa? Được hát được mấy câu cuối mãn nguyện chưa? Tuy em làm không tốt cho lắm nhưng mà em nghĩ rằng là cũng truyền cảm được cái cảm xúc của em. Rất truyền cảm. Cái cách của em tất cả từ lúc em bước ra tới bây giờ là hoàn toàn truyền cảm. Em sở hữu một gương mặt đẹp, một nụ cười rất là quyến rũ và rất gần gũi. Cách nói chuyện lễ phép, hiền lành, rất là Việt Nam, rất là dễ gây thiện cảm người khác, thể hiện cái dòng nhạc rất rất Việt Nam nữa. Anh thấy thích, thích lắm, rất là thú vị. Ở đây không phải một anh thích mà nhiều người thích em nữa. Thật sự chị thấy em rất là dễ thương. Em là một cô gái Việt Nam, rất là e lệ, duyên dáng. Và chị thích em hát bài Em Tôi. Những cái luyến láy đấy rất là Việt Nam nhưng mà nó lại có một cái gì đó nó rất là văn minh trong cái sự luyến ấy ở trong bài hát đó, nó rất là lạ. Chị rất thích và chị thích cái kiểu của em là khoan nữa, em còn hát nữa và em thêm được một câu. Cái chỗ đó là chỗ văn minh nhất đấy. Khác hẳn với cái gì mà bản gốc cũ có. Theo chị thấy rằng là em đúng là hạnh phúc. Em mang lại thứ nhất là hạnh phúc cho tất cả mọi người khi mà xem và nghe em hát trong cái tiết mục vừa rồi. Em tài năng đúng, em hát bài nhạc ngoại cũng rất là hay và một cái bài Việt Nam ha cũng rất là tới, ngọt lịm. Cho nên là không có lý do gì mà không để cho hạnh phúc đi vào trong để mang lại hạnh phúc cho mọi người nữa hết trơn. Dễ thương thế này cơ mà. Em đúng là một người có nhân tố bí ẩn. Cho nên là mời em vô phòng sau. Chúc mừng em. Em đã có 4 sự đồng ý. Chúng ta sống với ước mơ, nhưng ước mơ ấy chưa thành hiện thực. Thì trong sâu thẳm chúng ta sẽ luôn luôn có một cái gì đó day dứt bên trong. Xin nghĩ rằng là con người sống trong cuộc sống này thì cái điều tuyệt vời nhất là được mơ ước. Và nếu mà các bạn đã mơ ước thì hãy theo đuổi, hãy biến ước mơ của mình, nguyện vọng của mình trở thành hiện thực. Con gái nha, chúc mừng, dễ thương quá.
người. Chúng tôi là Ed Bean. Xin chào quý ban giám khảo cũng như là các bạn khán giả đang có mặt tại đây. Nhóm em tên gì? Dạ thưa, nhóm em là F-Band. F-Band? Dạ, F-Band. Hát bài gì cưng? Dạ vâng, về tụi em xin bằng phép sẽ trình diễn phần thi của mình trước. Dạ. Stay true. My motto got me on my knee. I beg you, please stop playing game. I don't know what it is, but you got me again, just like you know your world. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your sway, yeah. You call me back and you feel me. Tuyệt vời, rất là ấn tượng lắm luôn. Ê, Beatbox, mấy năm rồi vẫn chưa dùng răng cưng. Cái cậu bé này rất là nhiều tài năng, quyết định không trồng răng. Thứ nhất là sợ tốn tiền, thứ hai là sợ mất duyên. Xích lại gần nghe cho Hà coi cái coi. Coi xuống răng kìa. Anh này... Người anh... ta như vậy thì beatbox hơi nó mới ra nhiều đấy anh ạ. Vâng, tại vì nhiều khi nó súng răng vậy thì beatbox sẽ làm được những cái tiếng mà các bạn răng bình thường sẽ không làm được. Đó. Tiếp. Mập, nhảy mập. Đó. Không còn gì để nói nữa hết. Với riêng anh là... Con để nói ạ. Cho hỏi bạn bên này là như thế nào đây? Bởi vì là chương trình này có nhiều những người rất là bí ẩn. Cho nên là... Nhưng mà ra sân khấu thì không được phép bí ẩn nữa. Cho hỏi tại sao hát giọng đấy là như thế nào? Dạ thực ra thì từ nhỏ em đã có giọng vậy rồi chị. Mình là con trai, con gái dạ, hay là... Dạ em là con trai. Em biết thôi.
Tại vì là trước đó, trước phần thi của tụi em là có rất là nhiều những trường hợp vô cùng đặc biệt. Trai gái không biết luôn, quờ quạng luôn. Đó. Lạ lắm. Đó. Nhóm tụi em tao nói là trong anh nhá, đủ điểm, 10 điểm đi vào vòng trong luôn. Dạ, an toàn. Cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra là lại thêm một thắc mắc là bên này là biết có mặc quần, còn bên kia là mặc váy đúng không ạ? Ồ, là cái đó được gọi là cái váy luôn dạ, đúng không? Dạ, cái váy. Wow, nhưng mà lúc nãy sao nhảy sung thế? Nhưng mà lần sau yêu cầu mặc váy thì đừng đi hai hàng như thế nhá. Mình beatbox, mình khép lại một tí. Hà nghĩ rằng các bạn là những người có những cái ý tưởng độc đáo. Bởi vì những cái bản mashup như thế này trên thế giới đã có rất là nhiều, nhưng ở Việt Nam thì chưa có nhiều. Và để mashup lại những cái bài hát mà nó có cùng cái hòa thanh và hát cùng với nhau nhưng mà lại không bị nhầm lẫn giữa các bài hát đòi hỏi tập luyện rất là nhiều. Lúc nãy khán giả quá sung, vẫn còn chưa nghe rõ là các bạn đang hát cả hai bài nhập lại làm một. Nhưng mà chúng tôi thì nghe rất là rõ, mỗi người làm rất tốt những cái nhiệm vụ của mỗi người. Thành ra là tạo thành một cái nhóm thực sự rất là bí ẩn và có sức hút. Hà rất là thích cái tiết mục vừa rồi. Cảm ơn các bạn. Tụi em rất là hay, nhìn giống như là Madagascar vậy. Nhóm rất là hoạt hình. Nếu mà tụi em vô vòng sau thì phải suy nghĩ kỹ về cái chiến lược. Tại vì là một lần thì nó vui, hai lần thì nó cũng vui. Mà cái lần thứ ba có thể là người ta sẽ chán rồi. Các bạn muốn bất ngờ thì thực sự các bạn đã tạo ra được cái sự bất ngờ. Và ngày hôm nay thì khán giả đã ủng hộ bạn vì điều đó. Vì cái gì mới thì nó cũng luôn luôn nó tạo cái sự hưng phấn. Mấy món ăn lạ thì bao giờ cũng thích. Em xin giới thiệu chút xíu là tại vì nhóm em thì thực ra sở trường đúng là mashup. Nhưng mà tụi em thường là cái tiêu chí quan trọng nhất của tụi em là sẽ tạo bất ngờ. Cho nên là em luôn đầu tư vào yếu tố bất ngờ. Và cũng thay vào đó thì sẽ nhờ anh chị giúp đỡ thêm về mặt chuyên môn. Cảm ơn chị Hương rất nhiều. Ok. Và cuối cùng là anh Hưng. Một lần đi ha. Dạ. Ok, 1, 2, 3. Đồng ý. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Vòng hội ngộ đã khép lại. Rất nhiều nhân tố bí ẩn đã xuất hiện. Những giọng ca xuất sắc. Những cá tính âm nhạc nổi bật. Những cảm xúc thăng hoa. Những tài năng sáng giá. Tất cả sẽ bước vào vòng tranh đấu để tiếp tục thể hiện bản lĩnh và tài năng âm nhạc của mình. Vòng tranh đấu sẽ được diễn ra vào lúc 21:10 ngày 18 tháng 5 trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam.